sao anh? Cầu. Và kính thưa anh, tất cả quý vị khán giả, anh là một trong những gương mặt sáng nhất đêm nay đó. Vì lý do là mình có một cái phong cách đẹp á, nên cũng như là gu của chị em của tụi Quyền á, là thích những cái bạn là ví dụ Lê Cần này. Gu của chị chứ không có chị em. No. Của chị. Đâu đừng có ăn, đóng ăn gấp bỏ tay người. Của chị. Không, chị ăn thì nói là của chị. Không, chị ăn thì nói chị thích mà. Chị đâu có sợ ai đâu. Đừng rồi. Nè, chị đâu có chồng, đâu có dướng biếu cái gì đâu. Đâu có dướng díu cái gì đâu mà chị phải sợ. Thì chị đâu có nói của nó của chị. Nín, nếu như mà chị thích, chị sẽ nói thích. Còn không, tại sao mà bán vé ta không đưa tiền? Lúc năm chân. Hả? Tại sao bán vé ta không đưa tiền? Trời, em nói cho chị nghe, đây là cái chiêu của em. Không có còn một vé chót, mình phải nài nỉ, người ta không mua rồi, để đó bắt buộc là phải lấy. Phải lấy rồi mình quay trở lại mình lấy tiền. Còn lỡ chị không thấy rồi sao? Thì không thấy thì mình vẫn lấy tiền. Còn lỡ người không người quên là sao? Không bao giờ quên. Nó nghe là làm ăn cái này là toàn là tiền trao cháu múc em ơi, nghe. Tiền rồi, trao rồi. Cháu múc. Đó, đúng chưa? Với lại đây là mối. Thôi mốt, bây giờ ai cũng, ở đây là ai cũng mối cho nó chứ phải riêng anh này. Tại em nói là anh này đẹp trai. Đó, đúng chưa? Bây giờ là hai nè, bây giờ nói chị nghe nè. Xá gì một nải chú xanh. Ừ. Hai sáu người dành, hai ba người dành, năm sáu người dành. Đây đó nè, áo tím nữa nè. Áo tím dành nữa đó. Hết đây rồi, sợ số cái gì rồi. Thấy chưa? Cái miệng nó lên cần nó tới mép tay nè chị. Đó, nè. Phát. Thấy chưa đấy hả? Để nó nổ thôi. Cái gì vậy? Móc trong chân. Nè, kính thưa các quý vị, Lê Cần hiện tại bây giờ là đang có một người yêu. Và bên cạnh đó là có thêm hai ba người gình gặp. Đó gọi là cái sự gọi là cái sự gọi là cái sự gì ta? Cái sự gì nha? Cái sự mà nè. Bôm đa tình đời, xót xa tình đậu. Nói chung là cái sự của em là cái sự tủ lạnh với bánh tiêu đó. Đó, đúng chưa? Cái sự này là cái sự mà gọi là mắt cá hai ba tay. Ủa, cái sự này là cái sự... Rồi cái gì bánh tiêu mà bỏ vô tủ lạnh? Bánh tiêu bỏ vô tủ lạnh, qua ngày sau mình bỏ vô lò vi sóng mình quay lại mình ăn tiếp. Ê má, tôi bán bánh tiêu nha, không có đụng chạm nha. Rồi cái gì em, mẹ em bán bánh tiêu 4.000 cái, mọi người có mua ủng hộ cho mẹ em nha. Kệ mẹ em. Đi vô, chỗ ta. Cứ tôi sẽ gặp quý vị, bánh tiêu 4.000 một cái, cái nhất là nhỏ nha. Em ơi, tôi quýt cho mẹ cái răng. Ai? Con cá hồn. Con cá hồn, bước ra. Ôi, quýt. Con đứng sao nãy giờ con có đụng gì tới má má. Xin lỗi chị bự quá em nhìn chị không à. Con là ẩn sức tôi làm mẹ cái răng. Nó thức cái môi vậy nó tát mẹ cái răng kìa. Này tao chị em mà em làm kỳ vậy. Tại sao ai biểu nó kệ mẹ em. Phải rồi, mẹ em bán thì kệ mẹ em chứ có gì đâu. Mẹ em bán phải quyền cao chứ mọi người biết chứ. Nói nghe nè, ở đây là em mẹ em đâu có đầu tư. Mà đáng lẽ là em đâu có nói tự nhiên lôi bánh tiêu của mẹ em vô chi hả? Em đâu có muốn hả? Là 93-49 đường số 9 phường 16 Gò Vấp nha mọi người. Kệ mẹ rồi, nhưng mà thôi bánh tiêu đúng không? Bánh tiêu mới tự bánh tiêu rồi, ăn vô tiêu rồi, vô tiêu lắm, bánh tiêu đừng nên ăn anh chị nha, giờ đợi với lắm, ăn sổ là tăng cân nha. Chị sổ với chị, bây giờ nhớ nha, số giùm em nha. Lê hả chị? Mấy gì đây, số gì đó. Mấy gì đây, số gì đây, mấy gì đây. Giá ơi, vì sao nó đành tâm, vì kia mang đầu ai đã trao. Thương ai biết tay trao ngọc quý, không yêu nữa tôi sao nó đành nghèo khổ đau. Con mười sáu. Con mười sáu, mấy gì ra cái này, mấy gì ra cái này, mấy gì ra cái này, mấy gì ra cái này. Con này, con này giật nhảy. Con số bảy, số gì đây, mấy gì đây, số gì đây. Mấy gì đây, số gì đây. Một mấy khó khăn mê sống càng lại. Tên sống tôi là chị Việt Nam. Ngày vô mưa không còn, nên dùng dài thật dài ta mặc ngày rộng chân. Số gì đây, phụ nữ ngày nay những ngày mà tâm niệm phải lo thực hiện kế hoạch cho thứ bò. Kế hoạch sinh con cứ trình mà sức khỏe, nuôi con cho khỏe để trẻ mà cho ngoan. Việc nước lo con việc nhà mà cùng cố. 31.
sớm từ đây ba từ đây ba từ đây. Nếu thương bên nhau mà sao lời yêu thương đó và mỗi nào đắng đỏ năm tháng xa vời đời có vui với ai tạo xanh huyền màu thương mối âm tình xưa. Yêu thấy yêu thương nhiều nhưng chưa biết yêu được gì tạo ước mơ như gì làm mới phép mò rằng mấy kiếm nhớ ai trong đêm dài buông tóc rối quên cài. 32 mấy kỳ đi bốn kỳ đi bốn kỳ đi bốn kỳ ra không giờ này đâu có hiểu cho anh và thấu cho lòng bằng chung nhớ thương hồng hồng hơi ở bao tháng ngày anh nên khi thấy bên chung mới từng 49 mấy kỳ ra mấy kỳ ra số kỳ ra mấy rồi 34 đã có chủ nhân may mắn nha. Rồi đứng vào trong vùng quyền rồi vì đây là vòng loại đặc biệt đúng không chị? À đúng rồi, thì mình xin mời một cái vị khán giả cho nó công tâm một chút xíu nè. Rồi em xin mời một vị khán giả chúng ta cùng bước lên sân khấu hỗ trợ nha. Sau khi hỗ trợ xong chúng ta sẽ được nhận qua hai bé, chúng ta còn một vòng loại đặc biệt nữa, anh chị đừng có bỏ ra về nha anh chị nha. Ai Xuân Phong giơ tay rồi em mời anh. Rồi qua bên đây người đẹp phi thanh dân chết anh rồi. Dạ rồi em chào anh ạ. Rồi giới thiệu tên và khoan. Kính thưa tất cả quý vị, vì đây là có thêm một người có một vị khán giả này rất là nhiều lần đoạt giải rồi thì đã có một cái số ý kiến trái chiều không hay. Thì bây giờ để tạo sự công bằng nữa, em xin mời một vị khán giả nữa Dạ. Chị cái ý kiến trái chiều đó là như thế nào chị? Ví dụ như là nói đoàn mình giống như là có cái người ở trong đoàn mình may mắn đoạt giải. Vì đây là một vòng loại cũng như là tất cả những con số trong đây là quay ra ngẫu nhiên hết. Thì để tạo sự công bằng đó thì Quyền xin được mời dòng loại này mời thêm một vị khán giả nữa để chúng ta cùng nhau hỗ trợ cho đoàn để biết được đây là một chương trình rất là công bằng anh chị nha. Mà bất kỳ vòng loại nào cũng vậy, em mời chị nha, bất kỳ vòng loại nào cũng vậy, nếu như anh chị mình cảm giác mà nghi ngờ, anh chị mình cứ việc trực tiếp lên sân khấu kiểm tra vé và banh để xóa tan cái điều nghi ngờ. Nếu như mà có sự gian lận chúng tôi chịu tội trước pháp luật. Và để như ghê vậy chị? Đúng rồi em, tại vì mình đây là một trò chơi rất công bằng, mà tại vì nếu như mình sai sót mình phải chịu tội chứ em. Và nếu như trên đoàn cũng rất là cần sự hỗ trợ và kiểm tra của tất cả quý vị khán giả nữa, để làm gì, để cô bác anh chị mình biết đây là một chương trình rất là công bằng nha. Chị đại diện cho em, anh ra bên kia nha. Rồi trước cho chị cho anh giới thiệu tên tuổi đi ha. Dạ mời anh ạ. Em tên là Nhơn ở quận 11. Cái gì Nhơn à? Quy Nhơn à? Hoài Nhơn. Dạ rồi mời anh Nhơn ra đây dò giùm em những con số ở trên đây ha. Ký hiệu 2352. Ok. Số 7 có 1. 34 có 2. 49 có 3. 60 có 4. Hợp lệ. Ký hiệu là 2341. Số 7 có 1. 34 có 2. 49 có 3. 60 hợp lệ. Rồi em xin được cảm ơn chị nha. Rồi bây giờ chị qua bên đây chị nhận dịp cho Quyền là hai bé giờ lấy thảo với đồng dòng loại sau. Chúng ta tất cả quý vị, vòng loại này chúng ta sẽ được tìm ra chủ nhân đặc biệt nhận qua đó là nữ chị bàn 24. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ được nhận qua đó một gói tài trợ của công ty nhựa Phi Tiếp. Một phần quà đặc biệt của công ty dược Nam Dương sẽ được gửi đến công ty Nam Dược và bên cạnh đó sẽ được nhận qua một phiếu quà tặng của áo cưới Vũ Quyết House, rất là nhiều tặng phẩm và ai là con số nhỏ còn lại sẽ được ra về với một gói quà tặng, đó là một con gấu nhỏ nè, bên cạnh đó là một phần của Phi Tiết và một phiếu quà tặng của Vũ Quyết House. Và bây giờ là mọi người tự qua đó quay luôn nha, mình tạo cơ hội cho hai bạn luôn. Vâng ơi, rồi qua đây chơi nè cưng, để cho hai người đó muốn làm gì làm. Mình không có dính dáng đúng rồi những con số nha. Thì mình thấy học đồng em rồi. Không bằng nha. Anh trai đầu tiên đã có con số thứ nhất. Rồi, và bây giờ em trai thứ hai. Ai sẽ người đi không về có, ai sẽ người rước gió trên không trung, ai sẽ người bàn tay lấp lánh, ai sẽ là người đoạt giải 5 phân vàng đặc biệt dòng loại thứ 3. Và ngay từ bây giờ dòng loại tiếp theo vẫn là 10 người đồng. Chúng ta có một loại đặc biệt 12 tuần nữa anh chị nha. Em cứ quay đi, nó rớt con số ra rồi em quay cái đó nó sẽ rớt ra cho mình. Trời đất ơi trời. Đói. Đúng bao nhiêu lần rồi đó. Rồi, được rồi đó.
Rồi, đúng rồi. Rồi, đúng, chính xác. Rồi, quay tới quay đâu châu bò, quay hoài. Mà không quay nơi đâu có ra đến phải quay. Dạ, bây giờ chúng tôi phải gặp cái vô. Cái tay quyền đã cầm con banh mang cái màu sắc gọi là màu cam vitamin C. Ôi trời ơi. Thì trên tay em đang cầm một cái gọi là màu xanh của nước dung dịch. Quên. Nước dung dịch ta màu trắng má chứ. Xin lỗi. Có một cái loại nước nào đó nhưng mà nó cũng có màu xanh. Dạ, yeah. Trà xanh. Trà xanh màu xanh lá chị. Thì là màu xanh. Xanh dương. Xanh dương là có nói là xanh của biển. Ok. Kính thưa tất cả quý vị, và ai sẽ là người chủ nhân đoạt giải? Như chiếc cúp vàng trên tay của ban tổ chức là một chiếc gà rán 5 phân vàng 24. Và ngay từ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với con số đầu tiên trong con banh này là số 2. Kính thưa quý vị, trên tay em đang cầm một con số rất lớn. Thì theo nhà thơ Xuân Quỳnh có câu: sóng bắt đầu từ gió. Gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa. Vậy thì em nói đi. Thì trên tay em. Anh làm gì cười? Anh làm gì? Cái bút 60 kỳ. Rồi, kính thưa tất cả quý vị, và số 60 hiển nhiên là anh trai bên đây sẽ là người may mắn nhất đoạt giải. Còn bên đây, con số màu cam vitamin C của chị cũng không kém phần quan trọng. Nhưng mà cuối cùng mình phải phân công bố thôi. 61 hả? 61 là má cái gian lận cái má. Chứ gì nữa? Ủa? Đây, một con số rất là lớn nha chị nha. Con số 2. Rồi, dạ xin chúc mừng anh bốc ngay con số 60 luôn. Rồi, cảm ơn em nha. Quá xuất sắc. Dặn một con gấu nhỏ, một phần quà của Vitiết nè. Và bên cạnh đó tôi được nhận qua đó là một gói liquid của công ty Nam Dược. Rồi, em ơi, em 60 rồi đó. Dân ơi, một gói quà tặng của công ty Nam Dược. Dạ, bây giờ anh lấy cái nào ạ? Cái nào cũng như cái nấy em. À, dạ. Trong đó là có một phần của liquid có đường và không có đường. Một dạ, bình, một cái dung dịch nè. Một bình nước giữ nhiệt. Và bên cạnh đó là một phần nước vệ sinh nha. Đây là 5 phân vàng của em. Bây giờ chị thấy em nóng á, nổi mụn á. Nóng nổi mụn đó. Về mình pha cái nước gì là cái nước liquid của mình uống nha. Thanh nhiệt, giải độc, mát gan, giúp cho chúng ta những người mà nóng trong á, ưa bị nóng hay là mình cái gì đó mình có thể mình uống. Rồi bây giờ anh có thể giới thiệu sơ qua tên tuổi mình, đến từ đâu và dòng này mình ủng hộ như thế nào không? Em ở anh tên Khang ở Bình Tân. Khang Bình Tân, đến đây bao nhiêu lần? Đến hoài luôn nha. Lần này lần thứ mấy không nhớ. Mà đi với ai? Đi với bạn. Bạn trai gái? Về bạn trai. Trời ơi. Chúng tôi phải gặp quý vị trên tay quyền đây là nữ chỉ vàng. Kiểm tra đi em Khang. Đi với bạn trai không à? Đúng chưa em? Em kiểm tra đi. Cảm ơn em nha, nhớ ủng hộ vẽ một đời sau nha Khang nha. Em là chồng hay vợ? Bạn bình thường thôi nha. Nói sao nha.